quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng vừa được gia hạn tạm giam 2 tháng để tiếp tục điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Vậy dư luận đặt ra câu hỏi, sau khi hết thời gian gia hạn tạm giam lần 1, cơ quan chức năng có được gia hạn thời gian tạm giam lần thứ hai đối với bà Nguyễn Phương Hằng hay đây là lần cuối cơ quan chức năng được gia hạn tạm giam với nữ CEO Đại Nam? Ngay lúc này, mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 22 tháng 6, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã gia hạn thời gian tạm giam thêm 2 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, trú tại quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, theo đề nghị trước đó của công an Thành phố Hồ Chí Minh. Lý do của việc gia hạn thời gian tạm giam đối với Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam được lý giải là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Cơ quan chức năng cho rằng việc làm này là cần thiết. Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Trước đó, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với tội danh nêu trên. Quyết định của cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh khiến dư luận đặt ra câu hỏi, sau khi hết thời gian gia hạn tạm giam lần 1, cơ quan chức năng có gia hạn được thời gian tạm giam lần thứ hai đối với bà Nguyễn Phương Hằng hay không? Trả lời về vấn đề này, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư kết nối đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tạm giam để điều tra đối với bị can Nguyễn Phương Hằng là không quá 3 tháng và được gia hạn tạm giam một lần không quá 2 tháng. Cụ thể, theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư kết nối đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng là bị can đang bị điều tra trong vụ án hình sự với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo khoảng 2.331 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định gia hạn tạm giam để điều tra đối với bà Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng. Bà Hằng bị điều tra về tội nghiêm trọng với hình phạt cao nhất là phạt tù cao nhất là 7 năm, theo khoảng 2, điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Căn cứ vào điểm B khoảng 2 điều 173 bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Viện Kiểm sát theo đề nghị của cơ quan điều tra có thể gia hạn tạm giam một lần đối với bà Hằng với thời gian không quá 2 tháng. Sau khi hết thời gian tạm giam đã được gia hạn như trên thì cơ quan điều tra phải hủy bỏ hoặc áp dụng biện pháp ngăn chặn khác đối với bà Hằng thay cho biện pháp tạm giam. Luật sư Hùng phân tích, việc gia hạn tạm giam để điều tra được thực hiện vì vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần phải điều tra xác minh làm rõ mà không có căn cứ để hủy bỏ, thay đổi biện pháp tạm giam. Qua thông tin trên báo chí, chúng ta cũng có thể biết phần nào tính phức tạp của vụ án, những người liên quan, những chứng cứ chứng minh hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng. Với một vụ án có những tình tiết như vậy thì thời gian điều tra buộc phải kéo dài. Trường hợp cơ quan điều tra đề nghị truy tố đối với bà Hằng mà viện kiểm sát trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung thì thời hạn tạm giam để điều tra bổ sung không quá thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng. Trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng bị đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án thì cơ quan điều tra, viện kiểm sát phải hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với bà Hằng ngay khi có quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án. Như vậy, đối với trường hợp của nữ CEO Đại Nam, thời hạn tạm giam để điều tra đối với bị can Nguyễn Phương Hằng là không quá 3 tháng và được gia hạn tạm giam một lần không quá 2 tháng. Rất có thể, đây sẽ không phải là lần cuối cùng cơ quan cảnh sát điều tra gia hạn đối với Nguyễn Phương Hằng. Đáng chú ý, Công an thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình tiến hành mở rộng điều tra và lập lý lịch tư pháp của bị can Nguyễn Phương Hằng đã thông tin với báo chí về việc nữ CEO này có thêm quốc tịch Cộng hòa Sip. Vậy, cụ thể quyền lực ngầm của quốc tịch ship quyền lực cỡ nào? Bà Nguyễn Phương Hằng có hai quốc tịch, có ảnh hưởng tới việc điều tra. Và vì sao nhiều quan chức doanh nhân mua hộ chiếu ship? Mời quý vị cùng chúng tôi gạch đầu dòng và trả lời ngay sau đây. Bà Nguyễn Phương Hằng có hai quốc tịch, từng góp vốn vào một công ty chăn nuôi với quốc tịch ship Mới nhất theo thông tin của chuyên trang nhịp sống kinh tế của báo điện tử Tổ quốc cho biết, ngay trong phần Sapo với trên 2 triệu euro, các nhà đầu tư có thể tham gia chương trình đầu tư nhập tịch Cộng hòa Sip kể từ năm 2013. Cụ thể, chuyên trang này dẫn nguồn tin theo VN Express và Thanh Niên, cơ quan điều tra đã xác định bà Nguyễn Phương Hằng trước đây mang tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, đến năm 2010, đối tên như hiện tại. Ngoài quốc tịch Việt Nam, bị can còn có quốc tịch là Cộng hòa Ship. Trước đó vào ngày 24 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân. Việc các doanh nhân Việt Nam có thêm quốc tịch khác không phải là chuyện hiếm như bà Nguyễn Thị Nguyệt Hương có quốc tịch Manta hay Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận IPC Phạm Phú Quốc có quốc tịch ship được báo chí quốc tế nhắc đến vào hồi tháng 8 năm 2020. Theo thông tin chúng tôi có được, năm 2019 có hai doanh nhân mang hộ chiếu nước ngoài là Nguyễn Hằng Phương, Huỳnh Uy Dũng đã có một số doanh nhân khác góp vốn vào một công ty hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi. Hai doanh nhân Nguyễn Hằng Phương và Huỳnh Uy Dũng có cùng địa chỉ đăng ký tại đảo ship có tên khá giống với vợ chồng doanh nhân Huỳnh Uy Dũng Nguyễn Phương Hằng của khu du lịch Đài Nam. Do đó không loại trừ khả năng đã có thể là quốc tịch thứ hai của hai doanh nhân này. Tại công ty cổ phần Đại Nam cũng như một số công ty liên quan, doanh nhân Huỳnh Uy Dũng đều dùng quốc tịch Việt Nam. Bà Nguyễn Phương Hằng có hai quốc tịch không ảnh hưởng tới việc điều tra xét xử. Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Luật sư Nguyễn Duy Bình, văn phòng luật sư Duy Trinh, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Căn cứ vào Điều 5 Bộ Luật Hình Sự, việc bà Hằng mang hai quốc tịch không ảnh hưởng tới quá trình điều tra truy xét. Theo quy định của pháp luật, bà Hằng vi phạm pháp luật ở Việt Nam thì Việt Nam có toàn quyền xử lý theo pháp luật và không ai có thể cản trở hoặc gây ảnh hưởng tới quá trình điều tra truy xét. Tuy nhiên, vì bà Hằng có cả quốc tịch của Cộng hòa Sip nên việc điều tra truy xét, giam giữ phải được tiến hành cẩn trọng chính xác. Đặc biệt, khi khởi tố bà Hằng theo Điều 331 thì càng phải chú ý tới cơ sở lập luận buộc tội vì điều này có liên quan tới quyền tự do dân chủ của phía bị hại và cả phía bị can, bị cáo mà các nước phương Tây nói chung và Cộng hòa Xếp nói riêng hay quan tâm can thiệp về vấn đề này. Luật sư Bình khẳng định, tuy nhiên tôi nhận thấy hành vi vi phạm của bà hằng đã quá rõ nếu chúng ta phân tích chứng minh từng bài viết bài live sẽ nhận thấy bà hằng đã vượt quá lặng ranh đỏ về quyền tự do ngôn luận nói riêng và quyền tự do dân chủ nói chung để xâm phạm quyền lợi danh dự nhân phẩm của tổ chức cá nhân khác trong xã hội và thậm chí của cả nhà nước cũng theo luật sư Bình, bà Hằng hiện cũng không thuộc trường hợp được hưởng quyền miễn trừ theo quy định tại khoản 2 điều 5 bộ luật hình sự, nên cơ quan tố tụng sẽ áp dụng bộ luật hình sự của Việt Nam theo trình tự, thủ tục tố tụng thông thường, áp dụng cơ chế xử lý tương tự như một người nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam. Trước đó, vào ngày 24 tháng 3, bà Nguyễn Phương Hằng bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Thời gian vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục livestream trên mạng xã hội tối nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020. Ngoài ra, bà này còn livestream xúc phạm một số người như nhà báo Đức Hiển, Hằng Ni và thậm chí cả lãnh đạo thành phố. Hội chiếu ship quyền lực như thế nào? Ship là thành viên của Liên minh châu Âu từ năm 2004 và nằm trong số những nơi định cư tốt nhất trên thế giới. Theo khảo sát của hãng tư vấn bất động sản Knight Frank, sở hữu tấm hộ chiếu nước Cộng hòa Ship đồng nghĩa với việc có thể đi lại khắp 27 quốc gia EU, làm việc, học tập và hưởng phúc lợi xã hội y tế, giáo dục ở nước sở tại như người dân địa phương cộng hòa ship cũng là một trong những quốc gia thịnh vượng nhất trong vùng với nền kinh tế dịch vụ phát triển tỷ lệ tội phạm thấp chất lượng cuộc sống cao cơ sở hạ tầng phát triển cơ sở y tế kinh doanh hiện đại khu mua sắm thiên nhiên tươi đẹp khí hậu ôn hòa cùng hệ thống giáo dục đa dạng nhiều trường tư và đại học tiếng anh Hầu hết các nhà tư vấn thuế quốc tế đều cho rằng Cộng hòa Ship là quốc gia có cơ chế thuế cá nhân trong nước ưu đẩy, 12,5% thuế doanh nghiệp, nước có mức thuế thấp nhất châu Âu, 0% thuế thừa kế và doanh thu bán cổ phiếu không phải chịu thuế nếu có mặt ở Ship dưới một năm. Chương trình định cư Cộng hòa Ship thông qua đầu tư được ban hành vào tháng 4 năm 2013 cho phép các nhà đầu tư trên thế giới có quyền thường trú nhân hoặc quốc tịch khi mua bất động sản Ship Golden Visa. Chương trình đầu tư để trở thành công dân của Cộng hòa Ship căn cứ theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng ngày 13 tháng 9 năm 2016 ban hành dựa theo Điều 111A của luật đăng ký nhận quốc tịch năm 2002. Để tham gia vào chương trình đầu tư nhập quốc tịch Ship, nhà đầu tư sẽ bỏ ra tối thiểu từ 2 đến 2,5 triệu euro, tương đương 52 đến 66 tỷ đồng, vào một bất động sản tại quốc gia này. Nhà đầu tư cũng được yêu cầu quyên góp một khoản không hoàn lại trị giá 100.000 euro cho quỹ nghiên cứu và đổi mới và 100.000 euro cho tập đoàn phát triển đất đai của Cộng hòa Ship. Với chương trình đầu tư cấp thẻ thường trú nhân thẻ xanh, nhà đầu tư đầu tư vào một bất động sản có giá trị ít nhất 300.000 euro và chứng minh thêm một số điều kiện về tài chính. Theo số liệu từ World Bank, GDP của Cộng hòa Ship năm 2020 đạt 23,8 tỷ USD, dân số hơn 1,2 triệu người, thu nhập quốc dân GNI trên đầu người năm 2020 đạt 26.110 USD. Và cũng lưu ý rằng, Ship cũng là nơi đặt trụ sở của Marilyn Food Holdings, tập đoàn sản xuất mì ăn liền hàng đầu tại Nga, Ukraine và Kazakhstan do Chủ tịch VIP Đặng Khắc Vĩ sở hữu. Vì sao nhiều quan chức doanh nhân mua hộ chiếu Ship? Là thành viên chính thức của khối Liên minh châu Âu, Cộng hòa Ship được biết đến với nền kinh tế thị trường tự do hiện đại, cơ sở hạ tầng bậc nhất thế giới. Chính điều này đã giúp đảo Ship trở thành một cái tên nổi bật, được hàng nghìn người nước ngoài muốn lấy quốc tịch. Ship nằm trong top 5 quốc gia đáng sống và an toàn nhất trên thế giới. Theo cập nhật mới nhất của Passport Index, hội chiếu Ship đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng các hộ chiếu quyền lực trên thế giới công dân mang quốc tịch ship có thể đi lại 159 quốc gia mà không cần thị thực visa. Dựa trên thông tin mới nhất, các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu hộ chiếu ship không bị bắt buộc từ bỏ quốc tịch hiện tại. Đảo ship gọi chính thức là nước Cộng hòa ship, là quốc đảo lớn thứ ba của địa trung hải, có nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào ngành dịch vụ, vận chuyển và du lịch. Nhờ việc hoàn toàn không phát triển các ngành công nghiệp nặng, đảo ship có bầu không khí và môi trường sống đặc biệt trong lành. Đảo quốc này là một trong 10 quốc gia được nhiều người chọn làm nơi nghỉ hưu nhất. Bên cạnh đó, chính sách thuế với nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp cũng giúp cho đảo Ship trở thành một trong năm quốc gia phù hợp nhất để tái định cư. Tháng 3 năm 2014, giới chức Ship đã ban hành một đạo luật mới cho phép các nhà đầu tư nước ngoài Trở thành công dân có được hộ chiếu và có được thẻ xanh đảo ship thông qua chương trình đầu tư bất động sản ship với những điều kiện thuận lợi và dễ dàng. Chương trình đầu tư lấy quốc tịch đảo ship là cách đơn giản và hiệu quả nhất để các nhà đầu tư được các quốc tịch liên minh châu Âu. Đây là chương trình duy nhất cho phép nhà đầu tư lấy ngay quốc tịch châu Âu trong 90 ngày mà không cần đáp ứng bất cứ yêu cầu nào về thời gian cư trú. Đặc biệt Nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình được hưởng đủ mọi quyền lợi của công dân châu Âu, bao gồm quyền được sinh sống và làm việc ngay lập tức tại bất kỳ quốc gia thành viên nào thuộc khối châu Âu. Bên cạnh đó, người nhập quốc tịch ship vẫn được giữ quyền quốc tịch Việt Nam và được truyền lại quốc tịch cho thế hệ sau. Cộng hòa ship có hai chính sách cấp hộ chiếu vàng cho các nhà đầu tư để định cư hoặc có quốc tịch ship. Cách thứ nhất, cũng là cách nhanh và đảm bảo nhất để có quốc tịch Cộng hòa ship, một quốc gia châu Âu là thông qua chương trình đầu tư. Một khoản tối thiểu 2 triệu euro đầu tư cho bất động sản là điều kiện tiên quyết. Cùng với đó là đóng góp từ 100.000 euro cho quỹ nghiên cứu và phát triển của chính phủ cũng như 100.000 euro cho tổ chức phát triển đất đai. Cộng hòa ship sẽ cung cấp quốc tịch cho những ai đạt được điều kiện trên trong vòng 6 tháng, bất kể trình độ ngoại ngữ hay sức khỏe. Tuy nhiên, năm 2020, Cộng hòa Ship đã quyết định ngưng chương trình cấp hộ chiếu vàng này cho những nhà đầu tư giàu có, theo sau một loạt vụ bê bối liên quan đến chương trình này bị phanh phui. Cách thứ hai, để được định cư ở Cộng hòa Ship thông qua đầu tư bất động sản, nước này yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu 300.000 euro, sau đó visa sẽ được cấp trong vòng 2 tháng cho cả gia đình. Visa này có hiệu lực cho cả bố mẹ của người nộp đơn cũng như vợ chồng và con cái dưới 25 tuổi. Chính sách định cư vĩnh viễn này của Cộng hòa Ship cho phép người được cấp hộ chiếu đi lại tự do trong EU và chỉ cần một lần duy nhất đến Cộng hòa Ship mỗi hai năm cho cả gia đình. Khoản đầu tư có thể thông qua công ty do người nộp đơn hoặc vợ chồng người đó sở hữu tài chính như vậy người có quốc tịch ship đồng nghĩa với quốc tịch châu âu vì vậy công dân ship cũng sẽ được cả liên minh châu âu thực hiện các hành động pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho công dân như bảo vệ dữ liệu cá nhân quyền công dân bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử trong công việc tuổi tác khi có quốc tịch tạo ship công dân có quyền được giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân quyền tại nghị viện châu âu các cơ quan eu bằng bất cứ ngôn ngữ nào của hiệp ước Quay trở lại với trường hợp của CEO Nguyễn Phương Hằng, nhiều luật sư cho rằng căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 5 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, mọi hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam sẽ áp dụng Bộ luật hình sự của Việt Nam để giải quyết. Do đó, việc bà Nguyễn Phương Hằng mang hai quốc tịch không ảnh hưởng đến quá trình điều tra xử lý. Trường hợp nếu bà Nguyễn Phương Hằng đang có hai quốc tịch và cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh có đủ căn cứ xác định bà Hằng có hành vi phạm tội của tội có lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, nhưng bà Hằng không thuộc trường hợp được hưởng quyền miễn trừ theo quy định tại khoản 2, điều 5 của Bộ luật hình sự thì đương nhiên cơ quan tố tụng sẽ áp dụng Bộ luật hình sự của Việt Nam để xử lý một cách nghiêm minh, khách quan, đúng người, đúng tội. Những tin tức mới nhất liên quan đến vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị khán giả quý vị nghĩ gì về việc bà nguyễn phương hằng có hai quốc tịch và đặc biệt cơ quan cảnh sát điều tra gia hạn tạm giam sẽ điều tra thêm những manh mối nào xin hãy để lại bình luận bên dưới và chia sẻ cho chúng tôi nếu bạn muốn xem thêm những tin tức hấp dẫn khác hãy bấm vào phần màn hình kết thúc xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo